Chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình là Hào, bên Ho là Dương. Hôm nay mình chia sẻ cái nhà là mình cấm cái kệ ho khai trương nha cái nhà. Nếu mà ho khai trương thì họ đi ho chúc mừng gì cũng được. Đấy, bây giờ bắt đầu mình hỏi mất công mất thời gian cái nhà. Rồi mình nói là sơ bằng cái kệ đây nó cao 1m4, còn cái hai cột phòng nó lên 1m6. Cái độ dài của mình, cái tổng chiều dài của mình là khoảng 1m6 nha cả nhà. Đấy, bây giờ bắt đầu mình cấm. Rồi mình cấm tới đâu thì mình nói cả nhà tới đó. Đây, cái đây là lá cao nha cái nhà. Đây, lá cao. Nếu mà cả nhà cắm một cái kệ thôi, chỉ cần cả nhà chỉ cần cho mình chuẩn bị cho mình khoảng nửa bó lá cao, nửa bó lá cao của nó khoảng 20 đến 25 lá chứ. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm. Đây, mấy cái kệ hay là những cái ho cái giỏ gì, mình cắm tất cả đều mình lên lá trước rồi xong mình cắm ho lên sau. Rồi, mà cái lá nào nó cứng giống như mấy cái hộp là mình cắm cho nó làm cái ngọn trước, ba lá đó. Rồi ba lá nằm nghiêng ra, bây giờ lá nằm ngửa lại. Rồi những cái clip trước mình cũng chia sẻ cả nhà rồi cái cách lên lá sao rồi, hôm nay mình cắm nhanh luôn để là cho cả nhà khỏi mất thời gian. Cái lá đây cái nhà nếu mà chưa quen rồi mình cầm nguyên một nắm luôn khoảng 10-15 lá thì mình cắm cho nó liền, chứ cầm một lá chỉ nó lâu lắm. Nhiều lúc mà cái nhà ví dụ như cắm một cái kệ nói chứ cắm 30-40 cái kệ thì sao đó, mình phải cắm cho nó làm cho nó liền lên. Rồi cái nền lá cao mình đi xong rồi, bây giờ bắt đầu mình lá lan. Ôi, nửa bó lá cao thì cũng là nửa bó lá lan. Lá lan đây là để mình chia sống cái lá cao lại. Đó, ngay chỗ nào mà có sống lá cao thì mình cho một cái lan, ví dụ như thế này nè, mình đó mình cả nhà chia cái sống lá cao lại cho người ta khỏi dần thấy ra bên trong không. Nhớ là cả nhà cắm ở dưới đáy nha cả nhà, còn ở trên để dành cắm bông. Rồi cái lá cao rồi nó lan xong rồi, bây giờ bắt đầu mình cắm bông. Rồi quên nữa, cái nhà nữa mình còn thiếu cái ngọn, đây là lá chỉ trúc. Nhớ lá chỉ trúc chắc cần thôi. Cho mình khoảng 5 đến 7 lá, rồi mình cắm ở sau luôn. Rồi coi như lá là mình cắm xong rồi, bây giờ bắt đầu mình cắm bông. Hôm nay mình cắm cái mẫu là mình cắm cho chia sẻ cho cả nhà là mình cắm 2 tầng như thế nhà. Đây là ho phi yến vàng đó, cái nhà chuẩn bị cho mình khoảng 2 bó rưỡi là khoảng 30 cành. Rồi cũng tương tự mình chọn những cành nào cứng thì mình cắm trước. Đó, mình phải chọn những cành nào nó cứng này mình làm cái ngọn mình cắm trước. Nhớ ho lá là mình cũng, những cái clip trước mình cũng nói nhiều rồi, mình là cái mình cái nào mình cũng cắt 45 độ đấy.
cho tới cảm ơn anh. Thì qua rồi những cành nào mềm thì mình cắm nó thấp ở dưới. Rồi chuẩn bị cho mình một mấy cành nữa. Cái nhà mà chưa cắm nhiều lúc á, mình cắm chưa viên á, mình phải để vô trước coi thử nó được chưa. Nếu mà chưa được thì cũng cắt giống như cái họ cái vỏ mình cắt. Rồi hoa phiến đây, cái dáng của nó mình đi xong rồi. Bây giờ bắt đầu ở bên đây mình sẽ tiếp tục bên đây mình cắm cái hoa hồng môn nha cả nhà. Ngay đây nó còn thiếu một cây nè cả nhà, giờ nó còn hơi trống. Rồi xong, bây giờ bắt đầu bên đây lá hồng môn. Rồi hồng môn đây cả nhà, chuẩn bị cho mình còn hai bó là nó khoảng cho nó chẳng luôn, là ba bó đi là 30 lá. Rồi hồng bao hồng môn thì mình xếp bên tay trái, còn hoa hồng đỏ mình cắm ở bên kia đó, rất là đơn giản. Đó, cái kệ đây ai cắm cũng được. Nhớ cái nhà xếp lá hồng môn là xếp cho nó cứng, cho nó kín nha cái nhà, đừng cho để cho mình thà mình hao bông chút xíu nhưng mà xếp cho nó khỏi. Nhiều lúc á mình cái kệ của mình lên nó dòm nó đầy, chứ đừng có xếp mà cái nó mình dòm vô nó trống, nhiều nó trống nó dòm nó không có đầy được cái kệ. Rồi tiếp tục mấy lá nữa cho nó xong. Còn nhiều lúc mà thực đây mình cắm hai tầng, còn ấy thì mình cắm một tầng trên cũng được, không có gì. Đó, hồng môn mình cắm xiên kỹ vô hoa phiến. Rồi bây giờ xong rồi, còn bên đây cắm nữa, mình sẽ giải quyết bên đây nữa xong nữa là cái kệ của mình. Tới đây là nó hoàn chỉnh. Mình cắm ở bên đây là hoa hồng đỏ nha cả nhà. Đây hoa hồng đỏ đây, mình nhớ là cái hoa đây là mình chưa làm cánh. Nhớ cả nhà phải làm mình cắm xong mình làm nó ra xong. Cái cánh đủ của nó là ngoài là màu đen. Rồi bên đây hoa hồng, nhớ là hoa nào cũng cắt xéo 45 độ. Cành nào yếu thì mình cắm cho nó nằm xuống, còn nào cứng thì mình cắm nó đứng lên. Rất là đơn giản, ai cắm cũng được. Nhớ cái góc hồng là nó vô đến 3 con như thế nhỉ.
nó đừng có cắm rộng quá, nhiều lúc mình vận chuyển đi á là cái bông á nó bị rộng gốc là nó sẽ rớt. Hoa hồng thì cả nhà chuẩn bị cho mình khoảng 30 hoa cũng được, cắm cho nó dày bông chút xíu. Cành nào nó mềm yếu thì mình cắm cho cắt xuống. Đó, hoa hồng mình cắm bên đây. Rồi mình cắm cho nó đủ ra chút xíu nữa. Đó, rồi đó, hoa hồng đỏ thì mình cắm, cả nhà cắm mình cắm ở bên đây. Rồi mình cắm nó xong, trước khi mình đi giao mình phải làm những cái cánh lụi nó ra trước đó. Nhiều lúc mình giao cho khách là có nhiều khách chơi thì người ta biết, còn không biết là mình nói, người ta nói là mình giao héo đó, mình làm cái cánh lụi nó ra. Rồi mình làm cánh lụi nó ra, cả nhà thấy dòm vô thấy không, nó cái khoảng trống của nó còn trống không, mình sẽ đẹp hoa vàng anh vào đây. Hoa vàng anh đây mình cũng chuẩn bị sẵn rồi, mua cho mình khoảng 2 bó hoa vàng anh. Rồi hoa vàng anh đây mình đẹp vô những khoảng trống thế nào thì mình đẹp hoa vàng anh vô chỗ đó. Đó mình cắt nhuyễn vô mình đẹp vô. Coi như là cái bình đây là mình cắm cái tông vàng đỏ như thế nha. Nhớ mình cắm cái kệ này, hoa vàng anh này nó cũng có nhiều cái mình cắm nó đỡ hao bông như thế nha. Rồi coi như cái kệ cái đây là mình của mình là xong. Rồi cái kệ mình cắm cái nhà mình cắm thì đơn giản như cái nhà đó, mình cắm hoa hồng rồi xong mình đệm hoa vàng anh vô là tới đây là xong, kết thúc. Rồi cái tới đây cái kệ của mình còn ở dưới thì mình quấn cái nơ bình thường thôi, còn mình thích mình cắm thêm cái tầng ô nhỏ nhỏ ở dưới nữa. Những cái clip trước mình cũng chia sẻ rồi. Rồi tới đây cái clip của mình cũng xong rồi nha cái nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Còn ví dụ như cả nhà họ có yêu hoa lá cành, nhớ đăng ký kênh Hoa Đại Dương nha cả nhà. Còn cả nhà hay quá, khuyến mãi cho một like. Rồi chào tạm biệt quý khách.